chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay đi làm giấy tờ với lại đi siêu thị các thứ. Thế nên bây giờ mình đang dừng chân ở một cái công viên ở gần nhà này này. Đó, tại vì bây giờ về nhà là cũng không có ai. Hôm nay hai đứa đi học này. Chồng mình thì anh ấy có việc đi gặp bạn từ sáng. Tại vì anh bạn thân ấy, bố bị ốm. Thế là anh ấy đến gấp. Tại vì có mỗi ông bạn thân ấy thôi. Thế là bây giờ mình đang vật vờ ở đây. Ngay cái công viên bốn xung quanh này. Hồi nhỏ là hay cho đông con ấy Minh Chu đến đây đó. Mà bây giờ kiểu như là chúng nó lớn với kiểu bận việc học ấy. Cho nên là cuối tuần cũng có đến mấy đâu, ngay ở nhà. Mỗi lần đến đây là cảm thấy cái không khí nó trong lành này. Người ta tập thể dục các thứ ấy. Mình cảm thấy cái tâm trạng nó vui hẳn đi. Tầm khoảng tháng 5 nha mọi người. Tháng 5 hoặc tháng 6 ấy, ở chỗ này nó nở hoa hồng đẹp, ơi là đẹp luôn. Mà bây giờ chưa có. Bao giờ mà đến cái mùa đấy mình lại ra đây mình tập thể dục xong mình quay cái hoa hồng cho mọi người xem nhé. Nhiều dã man luôn. Mỗi mùa nó có một loại hoa đặc trưng. Bốn xung quanh đây là gần đường mà người ta trồng bao nhiêu là cái hoa đỗ quyên này. Cứ đỏ gọi là lè loẹt luôn. Màu đỏ rồi màu trắng rồi màu hồng. Mình đang ngồi đây mỗi mình nè mọi người ơi, buồn. Về nhà không có ai, thế là bảo ngồi đây nghỉ ngơi tí hóng gió. Bây giờ đang là tầm 1 giờ trưa nhé, hơn 1 giờ một tí mà ở đằng xa xa kia nhỉ. Nguyên một đội quân là đang đá bóng toán đi mấy bạn học sinh cấp 2, cấp 3 đây. Ở trường kiểu như là đang có cái trận thi đấu nào ấy. Đó, mát ơi là mát luôn, không có muốn về. Với lại mới mua được ít đồ dùng ấy. Ngồi đây tí mà tóc tai gọi là bù xù luôn, gió nó thổi. Bây giờ chắc là mình sẽ đi ra cái chỗ đậu xe ở ngoài kia nè. Vào công viên không có một tí gọi là rác rưởi, nó sạch ơi là sạch luôn. Mấy đứa các tuổi rồi hẹn nhau đi tập thể dục. Thôi đi đâu cũng thấy cái hoa kia kìa. Hoa đỗ quyên xong người ta trồng nhiều chứ. Biết mà toán trong cái vách đá đâu mọi người ơi. Đây này. Toán trong cái vách đá nó lên giỏi nhỉ. Mùa đông thì nó chết ngỏm của tỏi xong rồi đến mùa xuân là nó như thế này này. Đẹp chưa? Nguyên một cái hàng chỗ kia. Mình với lại Minh Chu hai mẹ con đi bệnh viện về khám. Tại vì Minh Chu nhà mình kiểu hàng tháng vẫn đi tiêm một lần mọi người. Nào trên đường về tạt vào quán chị Thúy ăn ăn bánh mì. Giật cả mình. Cái này là hộp hộp cái hộp 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 cái này. Thôi. Anh hắn cái này cái gì đó. Cái phẩm phẩm mình bởi kiểu là mấy cái người ở bên Hàn ấy.
머리가 아파요. 예. 뭐라고요? 맞아, cứ hay trước khi uống rượu có cái thủ tục mà cứ như này này. Như này nó mình không biết. Không biết nghĩ gì. 머리가 아파 그 뭐. Thì là hai mình với lại Minchu là hai mẹ con ăn bánh mì, gọi một cái bánh mì to, thế nào Minchu một non có đồ mình ăn hở ra. Xong hai mẹ con lại đi mua quần áo các thứ, nhưng mà cái máy quay mình để ở nhà. Nhưng mà chồng mình ăn cái này, đông cơm thì nó ăn gà rán. 훌륭한 부위를 넣어가지고 잘라주세요. Ủa vậy cứ lo hề. Thắt chiếc cao vào của đời. Cầm cái đũa cứ như là kiểu xiên vào mặt người ta ấy. Cái đũa cọc cạch. Cái đũa này đũa nấu ấy, mà chồng mình anh thấy nó không bị trơn nên anh cứ sử dụng. Hai con ăn bánh mì xong rồi ăn cái này này. Mua một hộp mà me ngâm đường mọi người ơi. Cái món này là mình nhớ là hồi nhỏ là mình rất là thích ăn luôn. Cái chỗ này chị bán 4.000 won, khoảng 80.000. Không ăn chi đại trời. Nó khí đơm chi đó. Khí đơm bán nha, ý cứ gạo mình ăn. Mình sợ cái mỡ mà mình hãi lắm, không kia. Cứ bảo sao mà béo. Cái này là ngon này. Một chỗ này là 4.000 won, mọi người chị bán 4.000 là bằng khoảng gần 80.000 tiền Việt đấy. Mà mình ăn ngon của Thái mà. Nhớ hồi nhỏ thích ăn mấy cái loại này nè. Me ngâm rồi các thứ như cả ôm mai ấy. Chị thấy hạp bà đàn mời cho chơi thêm. Ốp chuột. Me. Bên nào? Khai chị. Không phải ăn gì mà cái này me ở bên nào không có. Béo. Me không có này, xấu không có này, ổi cóc các thứ không có. Quả nhít, béo. Không có mèo mà. Ý những cái phê có thay ra sao? Mỗi một bữa này mình sẽ ăn một hai miếng nha. Ở Việt Nam thì thế gì bỡ đi, mốc cho nó sai. Mốc kia. Bữa thay được bỡ đi. Đi ập bao tuổi? Bỡ cái đạp vào xin. Bỡ đi cái cốt rồi sao cái kia thì mình ăn không? Body good. Anh bảo là ông về Việt Nam có ăn cái gì đâu không, bảo có. Chói. Ngày xưa như bố mình ấy, lúc ông còn sống là ông thích ăn cái này á. Mọi người biết không, tại vì cái loại thịt đầu ấy nó rẻ mà. Nó rẻ cho nên ngày xưa ở kinh tế khó khăn ấy. Đâu tôi bố có sức. Nó, mất cái món này bán nhỉ. Ăn thì bán ít thôi, không ăn nhiều. Mấy hôm nay ở trên mạng xã hội những cái trang có tên có tuổi chút đó mọi người. Các anh các chị hay đăng bài của mình á. Mình cũng không biết là tại sao cái có một lần mình tham gia cái chương trình mẹ chồng nàng dâu ấy thì có mỗi một cái lần đấy rồi. Thế là thời gian gần đây thấy là 3-4 những cái trang lớn người ta viết xong người nói là kiểu lấy chồng qua môi giới vì tiền ham giàu. Xong rồi bỏ lại bố mẹ ở nhà đấy, nuôi con gái gọi là đến lúc nó trưởng thành nó lại bay đi, nó không có báo hiếu được ngày nào. Thế là bài nào là mình vào mình cũng đọc bình luận ấy, có rất là nhiều người kiểu như là người ta vẫn không thích có cái định nghĩa là lấy chồng nước ngoài mọi người. Mình cũng biết vậy nhưng mà cũng làm sao nhỉ? Kiểu là do cuộc sống ấy, cái ngày đấy ở quê này cũng không khó khăn. Thế là mình nhìn những cái tầng lớp anh chị các thứ đó mình thấy mình cứ nghĩ rằng mà mình phải lên thay đổi ấy, mình không muốn là giống như vậy ấy. Rất là vất vả các thứ nên là quyết định sang đây. Nhưng mà có nhiều người thì người ta đi qua kiểu hạng giới thiệu này. Giới thiệu có người quen, còn nhưng mà ngày đấy thì mình không có. Mình đều mình là lấy qua môi giới đó mọi người. Thế là cũng may là gặp cái anh chồng mình này. Thế là ai mà thì không có quen biết một người nào mà lấy như thế này có sợ không. Và thực sự là thời gian đó cũng rất là lo luôn. Thế nhưng mà khi mà lần đầu mà gặp chồng mình á là tự nhiên có một cái cảm giác lòng tin ấy. Mình không có còn cái cảm giác sợ hãi mấy ấy. Cũng có nhưng mà ít thôi. Cứ cảm giác là cái người này người ta không có phải là người xấu, người ta không có lừa đảo các thứ ấy. Có cái cảm giác như thế này. Thế là vào đọc bình luận của mọi người rất là nhiều người bảo là mày ham tiền ham của các thứ, cũng gọi là hơi chạnh lòng một tí. Tại vì cái đấy thì nếu mà nói là sai thì cũng không phải. Chứ ví dụ như mà nhà mình mà kiểu nhà ở phố xá mà có một cái cuộc sống nó ổn định rồi học hành đầy đủ thì thực sự là mình cũng chắc là cũng không nghĩ ra sang đây đâu. Nhưng mà cái ngày đấy thực sự là ở quê
Với lại như này nữa, nhà mình cái năm 13 năm về trước, cái lúc mà mình chưa lấy chồng ấy, thì ở trên Hải Phòng mọi người rất là nhiều người đi lấy chồng Hàn Quốc ấy, Hàn Quốc rất là nhiều luôn. Với lại mình thấy là bốn xung quanh kiểu làng xóm các thứ, nhiều người người ta kiểu hạnh phúc ấy, cũng hay về thăm nhà, thế là cứ theo. Đúng là không phải nói gì như kiểu canh bạc ấy, như kiểu đánh bạc luôn. Không có nào sau đi chút đi tưởng. Nên là cũng may là bây giờ sống thấm, thế là thấm thoát là cũng 13 năm rồi đấy. Được cái thì mình thì mình nghĩ thế này này, dù là mình bắt đầu như thế nào, thế nhưng mà mình kiểu như là ở đâu cũng thế đấy, mình phải cố gắng ấy. Kể cả nước ngoài hay là nước trong cũng thế, mình phải cố gắng, mình phải chân thành, chân thật. Thì những cái gì mà mình cho đi ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ nhận được lại. Cho nên là mình không có bao giờ mình nghĩ là làm sao tôi làm cho ông thế này mà ông lại không đền đáp cho tôi thế nào. Cho nên là mình không có nghĩ như thế nhé. Mình cứ làm tốt những cái nhiệm vụ của mình trước đi, rồi sẽ có ngày thì những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Cứ nghĩ như thế. Thế là thấm phát là đã 13 năm rồi. Đấy là người cũng một cái sống. Anh bảo là anh không ăn được cái gân tai mọi người ơi. Ấm ấm mua rồi, xin lỗi. Cứ gạ ra ăn. Trước đây cái đợt mình mới làm YouTube ấy là mình cũng chia sẻ một lần rồi. Cái đợt đấy cũng có nhiều người vào ném đá. Rồi bảo comment nó ăn tiền, thấy chồng già, xong rồi nó đánh đập cũng không có dám khoe. Xong rồi lên đây xong lại kiểu khoe khoang các thứ này. Nhất là mấy bạn nam ấy là hay bảo như vậy đó. Cứ bảo là mấy cái đứa nó lấy chồng Hàn Quốc nó ham tiền, nó ham giàu. Thế nhưng mà sau một thời gian thì nói chung là bây giờ thì cũng quen rồi, mình nó cũng cố gắng. Bên có phải là mình sang đây vì tiền là cũng đúng, nhưng mà cũng không phải vì thế mà là mình gọi là moi móc tiền của chồng xong mình gửi về cho nhà mình cũng có. Mình mà muốn giúp đỡ bố mẹ mình á thì mình phải làm ra cái đồng tiền xong rồi mình tự gửi. Chồng mình thì người ta cho thì cũng tùy tâm thôi, chứ làm sao mình bắt người ta là hàng tháng là ông phải cho tiền bố mẹ tôi, nó không có. Tại vì mình biết mà, người ta cũng phải làm gọi là vất vả cật lực lắm mới để dành được đồng tiền. Nên là mình không có bao giờ mà đòi hỏi là ông phải gửi tiền về cho bố mẹ tôi hay như nào. Chứ nếu mà sang đây mà cứ suốt ngày mà bắt chồng gửi tiền về, thực sự là hay cãi nhau lắm mọi người. Không phải đấy đâu, nhưng mà ở những trường hợp xung quanh mình ấy, ví dụ những ai mà bố mẹ còn trẻ nhưng mà sức khỏe yếu các thứ không đi làm được này, có em trai xong rồi nuôi 2-3 đứa em ăn học ấy, và những bạn như vậy thì nói chung là cũng muốn gửi tiền để cho em ăn học các thứ, nhưng mà bản thân mình ấy, thì mình lại là út rồi. Mình là con út có 4 chị, nhưng các chị lấy chồng hết rồi, có ai ở cùng đâu. Ông bà thì nói chung là ở quê thì có rau ăn rau, có mắm ăn mắm, chứ cũng không có mơ là phải gọi là nhà cao cửa rộng rồi phải xây nhà lầu xe hơi, không có nhà mình ấy. Cho nên là mình cũng đỡ là không có phải lo cái đấy đâu. Hàng tháng này cứ trước đây mà còn ông ấy, còn ông sống thì cứ tầm mấy triệu, cũng nghĩa là chỉ đồ ăn thôi, đi đám xa các thứ, thiếu cũng không có thiếu. Còn bây giờ thì mọi người biết ấy, bố mình thì mất rồi này, còn có mỗi mình mẹ thôi, mẹ anh bà 75 rồi. Nhiều khi cho tiền mẹ bảo bà mua cái này ăn, mua cái kia ăn, nhưng mà mẹ không có ấy đâu, có ăn được đâu, có tuổi rồi. Muốn nắm thế. Rượu. Ghét còn là trời trao của đấy. Ngày xưa lúc mà mình chưa lấy chồng ấy, mình còn bố mới hay uống rượu, ngày nào cũng phải có một cốc rượu thì mới gọi là ăn cơm được. Thế là cứ nghĩ này chứ, mà sau này lấy chồng phải lấy cái người là không bao giờ phải lấy cái người mà không biết uống rượu ấy. Ai mà gặp đúng cái ông xu này rượu cũng thích luôn. Ăn ngon nhỉ, chẳng có cái gì đặc biệt mà ăn ngon. Sao chỉ để một kiểu. Ba mẹ xu để chuối. Quán quán luôn, mai muốn một cúng. Giờ thì술 먹는 것은 하루가 끝났다는 거지. Thời gian. Mình bảo sao anh thì uống rượu, anh bảo nào. Rượu ấy không đến nỗi là nghiện đâu, nhưng mà anh em uống một chút để cho gọi là kết thúc cái ngày làm việc vất vả, uống xong mình ngủ nghỉ ngơi. Và như vậy không nghiện. Có bao giờ gọi là gặp bạn bè xong nhậu nhẹt đến đêm bao giờ, nó không bao giờ có luôn. Cờ bạc nó không có luôn chứ mọi người. Chồng mình này,
Nói chung là mọi người thấy thì công nhận anh có tuổi, anh già thật. Già mà, năm mấy rồi gì nữa. Thế nhưng mà đặc biệt là không cờ bạc, không có chơi game, rồi không có tụ tập bạn bè mấy đâu. Chỉ có ở nhà uống một hai cốc rượu này thôi. Ồ, anh chơi quán mèo. Cái mèo này nó hơi chua tí. Ta tẩm cái đường. Bồi à, khoai trái á? Hồn lễ á? Ừ, khoai gì đấy? Chiêu. Tẩm mùa. Suốt ngày bảo sao bên Việt Nam mình nhiều cái loại trái cây lạ thế. Đây mình ăn được một tí một thôi. Cho hai đấy mình ăn không ăn được rồi. Hai đô nha. Rồi mọi người bây giờ mình dừng video tại đây nhé. Để chồng mình anh ăn cơm hoặc uống chút rượu. Để buôn rơi lên các thứ. Hẹn tất cả mọi người vào video ngày mai nhé.